Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái bảng ngọc của một vị tướng Agi chia sẻ đến tất cả mọi người ở mùa này nha. Thì cái vị tướng Agi á, thì cái bảng ngọc mình lên rất là đơn giản thôi. Chủ yếu là mình lên cái tỷ lệ chí mạng, tốc đánh, tốc chạy, công nhật lý xuyên giáp. Thì công nhật lý xuyên giáp là hai cái điểm phụ. Cái mà quan trọng nhất đó chính là cái tỷ lệ chí mạng nha mọi người. Thì bản ngọc này mình sẽ lên là công nhật lý cộng 15, tỷ lệ chí mạng là 11,2%, xuyên giáp là 74,8, tốc chọi là 10% và tốc đánh là 10% nha. Sau đây mình sẽ đi vào bản ngọc để cho mọi người xem nha. Mình tháo ngọc này ra mình gắn lại để cho mọi người xem dễ hiểu nha. Thì giờ đầu tiên á, 10 viên ngọc đỏ nè, mọi người hãy lên cho mình là 7 viên. 7 viên tỷ lệ chí mạng 1,6%. Đây, 7 viên nha. Và 3 viên còn lại mình sẽ lên là công nhật lý và xuyên giáp. Công nhật lý là cộng 2, xuyên giáp là 3,6. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím á, mình sẽ lên là 10 viên tốc đánh là 1%, tốc chạy là 1% nha. Và tiếp theo là 10 viên ngọc xanh, mình sẽ lên là công nhật lý và xuyên giáp 10 viên. 10 viên công nhật lý xuyên giáp 10 viên nha. Đó, như vậy là mình đã có cái bảng ngọc dành cho Agi. Và tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần trang bị và cái phù hiệu nha. Trước khi mình đi vào cái trang bị và cái phù hiệu, mình sẽ nói cái điểm mạnh và cái điểm yếu của vị tướng này để mọi người chơi tốt hơn. Thì mình sẽ nói cái điểm mạnh trước, đó chính là cái độ cơ động cao nha mọi người. Và với cái khả năng là nó lướt được tới cả 3 lần với từ một chiêu hai luôn đó. Và cái sát thương rất là lớn, sát thương lớn từ đòn đánh tay á mọi người. Nó cái độ cơ động nè, cái sát thương lớn này nha, là hai cái điểm mạnh rất là lớn ở vị tướng này. Còn cái điểm yếu đó chính là cái chiêu cuối của vị tướng này á, là lượt vào cái danh sách các tướng máu giấy các bạn. Nên là chúng ta chơi kỹ ở vị tướng này, nó là máu giấy, đi solo thì nó cũng rất là khó nha. Và cái khả năng á, mà sử dụng năng lượng của cái vị tướng này á mọi người, đó là hồi chiêu rất là lâu nó. Rồi hai cái điểm yếu của vị tướng này. Tiếp theo mình sẽ nói về cái tướng đồng minh của vị tướng này, đó chính là vị tướng sát thủ như là Mugat, Ngộ Không và Weyland nha. Đây là ba vị tướng đồng minh. Còn mà các vị tướng khắc chế đó chính là Gidu nè, Alistair và Agum là tướng khắc chế nha. Rồi sau đây mình sẽ đi vào cái phần trang bị nha. Thì cái trang bị này là dành cho đi rừng nha mọi người, nhưng mà mình sẽ chia sẻ cái trang bị dành cho đi top luôn. Thì đầu tiên á, đi top mình lên cái món công, đó chính là cây thương xuyên phá nha. Món thứ hai là kiên cường. Món thứ ba mình lên cái áo tròn nha, áo tròn băng giá. Món thứ tư mình sẽ lên là cái thủ, cái hai cái tinh nộ nha. Mình lên thì chủ yếu là hai món sau là thủ nha mọi người, chủ yếu là cây thương xuyên phá thôi. Và hai cái món cuối cùng nè, mọi người có thể lên một cái lanh Venice hoặc là một cái món thủ nữa. Và cuối cùng mình lên cái giáp không mệnh. Thì hai cái món cuối cùng này á, thì mình lên theo cái chặng đánh tùy theo tem bạn mà mình lên nha, chứ mình không lên mặc định luôn. Đó là cái phần trang bị mình chia sẻ. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần phù hiệu của vị tướng này nha. Rồi phù hiệu của vị tướng này á, là mình chọn cái sát thương chí mạng hoặc là mình chọn cái đầu thai nha mọi người. Nhưng mà chơi vị tướng này á, thì mình hãy chọn cái sát thương chí mạng. Tại vì sao mình lại chọn sát thương chí mạng? Tại vì cái vị tướng này á, mình lên ngọc là ngọc chí mạng á, 10 viên ngọc đỏ, mình lên hết 7 viên tỷ lệ chí mạng rồi. Khi mà mình chọn cái sát thương chí mạng á, hóa phù hiệu này á, thì cộng với bản ngọc á, thì nó rất là phù hợp, đánh nó rất là đam. Đừng có chọn đầu thai nha mọi người. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về cách chơi của vị tướng này á, thì cách chơi vị tướng này á, ở giai đoạn đầu game thì nó rất là cơ động cao nè, sát thương lớn nè, nên là ở đầu game đi solo á, thì cứ đảo đường mà trợ thủ đồng đội nha, cứ gắn lane đi đảo đường liên tục nha mọi người. Đó là giai đoạn đầu game. Còn giai đoạn giữa game á, thì chơi cần phải tham gia giao tranh nhỏ lẻ và áp và mục tiêu, nhất là AD á mọi người. Vị tướng này bắt AD rất là hay. Còn giai đoạn cuối game á, thì phải cẩn thận nha, phải chọn ngay một cái vị trí thích hợp, tại vì vị tướng này là máu giấy, nhưng mà ở đầu game á, thì nó mạnh rồi, nhưng mà cuối game chắc chắn nó sẽ yếu dần đi, nên là phải chọn một vị trí thích hợp để mà ra vô thích hợp nha, đừng có máu máu quá sẽ không tốt nha mọi người.
Rồi, cái phần chia sẻ về bản ngọc trang bị phù hiệu của vị tướng Agi ở mùa này tới đây là hết nha. Mọi người có thắc mắc gì á, xin để lại bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời tất cả bình luận của mọi người nha. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.